Ngọc Thơ thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vi phạm nhân quyền gia tăng nhưng Việt Nam vẫn tái đắc cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Trên Twitter ngày 1 tháng 1 năm 2023, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đăng tải quốc kỳ Việt Nam cùng với 46 nước thành viên khác, đánh dấu sự kiện lần thứ hai Việt Nam đắc cử hội đồng này. Với tư cách là thành viên Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổ chức này nhấn mạnh rằng Việt Nam và các quốc gia cần phải có trách nhiệm duy trì các tiêu chuẩn cao về nhân quyền. Chính quyền Việt Nam cũng khẳng định rằng vấn đề đảm bảo và bảo vệ quyền con người là trọng tâm tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 1, Thông tấn xã Việt Nam đăng bài xã luận ca ngợi thành tích cải thiện nhân quyền trong nước. Bài xã luận này khoe khoang về những nỗ lực của Việt Nam nhằm đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trong thời gian vừa qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Việt Nam đã được chấp thuận tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho nhiệm kỳ 2023-2025 tại cuộc bỏ phiếu vào tháng 10 năm 2022. Cộng đồng quốc tế kỳ vọng với lần thứ hai tham gia Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ thúc đẩy nỗ lực bảo vệ quyền con người và đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế. Hình ảnh một phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva ngày 2 tháng 3 năm 2022. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, các tổ chức nhân quyền quốc tế trong đó có Theo dõi nhân quyền, Human Rights Watch, Ân xá quốc tế, Amnesty International, Article 19 và International Commission of Jurists đã lưu ý Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc về tình hình nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam và mong muốn Việt Nam cải thiện tình trạng này nếu muốn quay trở lại làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền. Với bề dày vi phạm nhân quyền của Việt Nam, những quan ngại của các tổ chức nhân quyền là hoàn toàn xác đáng. Trong năm 2021, theo ghi nhận của các cơ quan truyền thông, các tổ chức theo dõi bảo vệ nhân quyền quốc tế thì nhà cầm quyền cộng sản đã gia tăng việc bắt giữ, cầm tù những người bất đồng chính kiến. Theo thống kê của người bảo vệ nhân quyền và mạng lưới nhân quyền Việt Nam, tính đến hết tháng 5 năm 2021, đã có 288 tù nhân chính trị bị giam giữ trong các điều kiện khắc nghiệt ở Việt Nam. Hình ảnh bài báo của VOA tiếng Việt về tình hình vi phạm nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Trong năm 2022, theo thống kê của Đại Á Châu Tự Do, tính đến ngày 9 tháng 12 năm 2022, đã có ít nhất 22 người bị bắt theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, làm tàn trữ phát tán tài liệu thông tin vật phẩm nhằm chống nhà nước và Điều 331 Bộ Luật Hình Sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Vụ án nổi bật là vợ chồng ông Nguyễn Thái Hưng và bà Vũ Thị Kim Hoàng ở Đồng Nai bị bắt vào tháng 1 sau một loạt livestream trên YouTube về các vấn đề xã hội dưới chế độ Cộng sản. Hay vụ ông Bùi Tuấn Lâm còn có biệt danh là Thánh Rắc Hành bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2022 theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự với tội danh sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết, video, livestream có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng, nhà nước, cổ suý cho các hoạt động chống đảng, nhà nước. Một số cá nhân khác như ông Võ Thanh Thời, Nguyễn Sơn Tùng, Đặng Đăng Phước cũng đều bị bắt theo Điều 117 và cáo buộc sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết, video chống phá nhà nước. Hình ảnh các thành viên của tỉnh Thất Bồng Lai bị xét xử tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng vô cùng đáng lo ngại khi mà theo báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế Việt Nam 2021 của Hoa Kỳ, nhà cầm quyền Hà Nội đã liên tục sách nhiễu, đánh, bắt người, theo dõi, truy tố, từ chối hoặc không trả lời yêu cầu đăng ký và các yêu cầu xin phép khác của các tổ chức tôn giáo độc lập. Vụ việc nổi bật nhất trong năm 2022 là là vụ bắt giữ và xét xử thành viên của tỉnh thất Bồng Lai, một tổ chức tôn giáo độc lập ở Long An. Sau khi tiếp nhận nhiều hồ sơ và báo cáo giải trình của các cá nhân tổ chức tôn giáo độc lập với các hành vi vi phạm nghiêm trọng, Hoa Kỳ đã chính thức đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về quyền tự do tôn giáo, theo như một thông cáo được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra vào ngày 2 tháng 12 năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Vi phạm nhân quyền gia tăng nhưng Việt Nam vẫn tái đắc cử thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc. Quý vị hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Bản chất của việc thanh trừng hai ông phó thủ tướng Ngày 1 tháng 1 năm 2023, trên trang VOA Tiếng Việt có bài viết với tựa đề Những phi lý từ phiên hợp bất thường dính đến hai phó thủ tướng Minh và Đam của tác giả Hải Lê. Bài viết phân tích về sự bất công mà đảng Cộng sản Việt Nam đối xử với người dân do việc bưng bích sự thật. Tác giả nói ông Trọng và các ủy viên Bộ Chính trị sẽ không bao giờ có thể vung đắp được niềm tin khi mà vẫn còn che giấu sự thật. Tác giả Hải Lê viết những phi lý bắt nguồn từ sự lắc léo của thể chế độc tài toàn trị được hệ thống quyền lực lưỡng đầu chế bảo trợ khiến cho người dân biết rất ít thông tin về các màn đấu đá phía sau hậu trường. Đấy cũng là mảnh đất màu mỡ cho nền báo chí bán khai, đọc diễn, bài viết của tác giả Hải Lê trên trang VOA Tiếng Việt. Tác giả dẫn lại cuộc họp bất thường của ban chấp hành Trung ương Đảng vào ngày 30 tháng 12 năm 2022 với nội dung xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Soi thông cáo về hội nghị bất thường này, tác giả rút ra nhận định. Thứ nhất, sự nghiệp của hai ông Phó Thủ tướng Minh và Đam đã chấm dứt. Thứ hai, cả hai ông về hưu là do bị trên ép chứ hai ông không làm đơn xin từ chức. Thứ ba, số phận của hai ông sau khi nghỉ hưu tùy thuộc vào mối tương quan giữa hai phe bảo vệ và truy sát các ông. Tác giả còn cho biết, theo nguồn tin nội bộ thì ông Minh không chịu viết đơn từ chức vì ông không tham nhũng, ông chỉ nhận trách nhiệm liên đới. Ông Minh còn đề nghị bên ban bí thư cho lấy phiếu tín nhiệm nhưng có vẻ không được đồng ý. Ông Đam thì thúc thủ ngay từ đầu và chấp nhận phán quyết của Bộ Chính trị. Tác giả Hải Lê phân tích Thông cáo này để lộ ra những điều phi lý, đó là việc ông Phạm Bình Minh bị buộc thôi chức. Các cấp thứ trưởng, cục trưởng, đại sứ lần lượt bị bắt giam. Nhưng người ở cấp giữa là ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn thì lại bình yên. Hình ảnh ông Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn. Tác giả đặt vấn đề hay việc tha bổng cho ông Bùi Thanh Sơn là để che giấu những điều phi lý tiếp theo. Đó là trong 19 ủy viên bộ chính trị thì có cả tá đồng chí dính chạm, kể cả tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông trọng nắm quyền lực tối thượng nhưng lại để lọt lưới những bộ mặt tai tiếng và nhiều người trong số này đã nhập kho thủ tướng phạm minh chính thì từng dính khá sâu vào tập đoàn aic ông từng bảo kê cho nguyễn thị thanh nhàn người đang bị truy nã ông chính cũng là người chủ trương chống dịch như chống giặc ép dân vào các khu cách ly bắt buộc rồi bỏ rơi họ dẫn đến con số tử vong cao khủng khiếp tác giả kết luận nguồn gốc của mọi chuyện nằm ở thể chế độc tài vấn đề mấu chốt không phải là thực thi công lý mà là đảng muốn thể hiện bàn tay sắt của mình trước công chúng khi đảng nắm trọn cả ba quyền hành pháp lập pháp và tư pháp thì đảng muốn ai sống người đó được sống muốn ai chết người đó phải chết trò hợp hành chỉ là một màn diễn chỉ là game show hình ảnh ông nguyễn phú trọng đi chầu thiên triều nguồn gốc thứ hai nằm ở sức nặng từ nam trung hải cơ quan đầu não của đảng cộng sản trung quốc lịch sử việt nam đã ghi nhận câu chuyện đau lòng về cựu ngoại trưởng nguyễn cơ thạch thân phụ của ông phạm bình minh một ngoại trưởng tầm cỡ quốc tế ông thạch bị đảng cho về vườn khi đang ở trên đỉnh cao của quyền lực chỉ vì ông chống trung quốc không đồng ý bình thường hóa quan hệ của hai nước khi ông phạm bình minh được đưa vào trung ương tổng bí thư lúc bấy giờ là ông nông đức mạnh phải thốt lên giữa cuộc họp Đồng chí này Trung Quốc không đồng ý cơ mà. Mới đây, tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai của cố tổng bí thư Lê Duẩn đã nói rằng chắc chắn có bàn tay của Trung Quốc can thiệp vào nhân sự ngành ngoại giao. Trong 13 văn kiện đã được ký trong dịp ông Trọng đi triều kiến Bắc Kinh, có thể tìm thấy những nguy cơ xóa sổ các di sản ngoại giao nhằm cân bằng và đa dạng hóa một thời. Điều này chứng minh cho quan điểm của ông Lê Thành Kiên, nghĩa là Việt Nam phải hoàn toàn đi theo định hướng của Trung Quốc. Vì vậy, phải loại bỏ hoàn toàn những kẻ có xu hướng thân tây như ông Phạm Bình Minh, dù ông Minh cố gắng không thể hiện rõ rệt quan điểm của như người cha của ông. Nguồn gốc thứ ba dựa vào các tuyên bố dân túy của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông cho rằng có thể ngụy trang chiến dịch thanh lọc phe phái của đảng bằng hình ảnh chống tham nhũng. Tác giả kết luận đã đến lúc đảng cần phơi bày sự thật và kết thúc trò chơi ú tim dưới hình thức phát biểu mị dân của lãnh đạo, chỉ có như vậy thì mới có sự công bằng thật sự cho người dân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Bản chất của sự việc thanh trừng hai ông phó thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những tin tức mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm d